Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của vi tính Trịnh Hoàng Đa. Thì hôm nay mình sẽ review các bạn một cái chiếc MacBook. Đây là MacBook Pro Mid 2012 các bạn. MacBook Pro Mid 2012. Thì các bạn thấy là về thiết kế thì MacBook Pro các bạn thấy nó có cái độ dày. Có độ dày hơn cái MacBook Air. Thì nhìn bên ngoài mình cũng thấy rất là bóng bẩy, rất là đẹp, nhưng mà đây là chiếc MacBook cũ thôi. Chỗ tiệm mình có bán những chiếc MacBook cũ như thế này nè, chiếc cũ nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp, cũng còn bóng bẩy lắm. Thì mặt trước nó lúc nào nó cũng có một cái logo hình trái táo đây mà, thương hiệu Apple đấy. Mặt bên hông thì với chiếc MacBook Pro nè thì nó sẽ có những cái cổng kết nối như là sạc nè, cổng mạng LAN nè, rồi cổng USB nè, rồi bên đây có bên đây không có cổng nào luôn, mà bên đây chỉ là những cái phần để dành khóa này kia thôi. Rồi có thì bên đây còn rất alo nữa nha các bạn, để mình không có nhìn kỹ con sẽ để đây. Rồi mình sẽ mở máy ra cho các bạn xem. Bàn phím thì mình thấy cũng rất là im, cái độ nảy rất là tốt. Mình gõ thử bàn phím này và MacBook Air thì mình thấy nó cũng tương đối giống nhau. Xuất phát cũng vậy luôn nè, cũng rất là bóng. Và màn hình này thì nhìn cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở máy lên cho các bạn xem cái cấu hình máy và test một số cái tính năng của chiếc MacBook này. Được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái máy này khởi động như thế nào này. Rồi, mở máy lên các bạn. Các bạn lưu ý là đây là cái chiếc MacBook mình đã nâng cấp lên cái ổ HDD các bạn. Chiếc MacBook nguyên bản của nó là sử dụng ổ HDD, nhưng mà mình đã nâng cấp lên SSD 120GB rồi. Nên cái tốc độ khởi động của chiếc MacBook này cũng khá là nhanh. Mà thấy vừa khởi động xong đó các bạn, khá nhanh. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cấu hình của chiếc máy này. Rồi, ở bao đít mắt nè, để mình xem cấu hình nè. Máy này á, mình đã nâng cấp lên macOS 10.15.7 các bạn. Catalina mình đã nâng cấp lên rồi. Đây là MacBook Pro Mid 2012 nè, màn hình 13 inch nè, bộ xử lý đó là 2.5GHz. Đây là con Intel Core i5 các bạn, RAM thì 4GB, đó là DDR3. Rồi card đầu họa ở đây đó là Intel Rapid HD 4000, dung lượng của nó là 1536MB. Ở đây nó có số series đàng hoàng các bạn. Các bạn cần xem chi tiết các phần cứng khác đó, các bạn bấm vào đây nè, System Report. System Report đó. Và thì ở đây các bạn có thể quan tâm thêm một cái vấn đề nữa, đó là nguồn nè, cái pin nữa các bạn, power đó. Thì ở đây là có tất cả các thông tin liên quan đến cái pin của chiếc máy này nè. Các bạn có thể xem từng cái thông số chi tiết ở đây. Ở đây mình không có đi sâu và không thích từng cái thông số này các bạn. Rồi, mình xem tiếp qua cái phần bộ nhớ nữa các bạn. Đây đó, RAM là 2 thanh, mỗi thanh là 2GB, 2 thanh 4GB. Đây cũng ghi rõ rồi. Rồi ổ cứng nè, ổ cứng 120GB dạng SSD mà Solid State SATA ổ SSD. Rồi, như vậy là mình đã xem xong một cấu hình. Thì bây giờ mình thử lướt web xem coi khi mà mình nâng cấp SSD rồi thì nó chạy như thế nào. Rồi, lúc nghe thử nhạc các bạn, sản phẩm mình sẽ rất lo luôn. Vào kênh của mình nha, Vi tính Trịnh Hoàng Đa nè.
Rồi mình chọn một cái video nhạc để mình test loa. Rồi đây mình chọn thử đây có lời đi. Tương đối ổn mà nghe cũng khá là hay đó, nghe khá hay. Rồi mình thử sang một cái bài hát khác, đây mình thử nghe nhạc tiếng Việt nè. Người biết thì hay quá các bạn, tiếng bass tiếng chép rất là rõ, quá hay. Rồi các bạn thấy rõ ràng là khi tôi lướt web bây giờ lướt YouTube này các bạn thấy máy nó cũng không bị lót nha các bạn, chạy rất là mượt. Như vậy là các bạn thấy nó ra rồi thì cái máy này làm việc cũng khá là tốt đó. Rồi về phần việc web và âm thanh thì ổn rồi các bạn. Thì cái chỗ phần pin này thì các bạn có thể vào cái phần system report giống như hồi nãy chẳng hạn, để các bạn kiểm tra thông số, kiểm tra các cái thông số chi tiết của nó. Nhưng mà qua thực tế mình sử dụng thì chiếc máy này cầm pin rất là tốt, mình xài từ sáng tới trưa cũng chả thấy việc gì hết các bạn. Rồi mình tiếp tục để kiểm tra sang cái phần ổ cứng các bạn, đo cái độ cứng nè. Mình sử dụng cái chương trình đó là Plug Magic Speed Test nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ đo tốc độ đập vào ri của cái SSD mình gắn vào cái máy nè. Ổ SSD mình gắn vào máy đó là ổ mang nhãn hiệu Inspect và cái ổ Inspect chứ không phải là ổ của Intel hay là Samsung, nên tốc độ của nó cũng không có được cao lắm mà. Và tốc độ ghi của nó là 261.3 m nè, tốc độ đọc của nó là 355.9 m. Với tốc độ như thế này thì nó thấp so với cái ổ có thương hiệu nổi tiếng, nhưng mà so ra với ổ HDD thì như vậy cũng khá là ổn hơn. Như vậy về đánh giá tổng thể thì với một chiếc MacBook đẹp như thế này, tính năng và công dụng của nó các bạn đã xem thử nãy giờ rất là ổn. Các bạn có sở hữu được một chiếc MacBook như thế này để làm việc hoặc học tập giải trí như vậy thì quá tốt rồi các bạn. Cái dòng ròn thì nó hơi dày một xíu nhưng mà nhìn tổng quan mình vẫn thấy nó rất là đẹp, cũng không dày lắm đâu đó. Còn rất là mới, máy cũ nhưng mà là cái chất lượng nó còn khá là tốt, còn rất mới. Bạn nào muốn sở hữu chiếc MacBook giống như thế này thì các bạn liên hệ với mình cái phần mô tả bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.